Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về chiếc ly stereo đến từ hãng Audio. Model của nó là Intera A701XD. Với chiếc ly này thì nó sẽ có cái giá xuất xưởng cực cao luôn nha anh em, là 99.800 yên. Và đây là một cái phiên bản cao cấp, nâng cấp từ cái dòng là A87XD. Thì dòng 701XD này thì nó sẽ có hỗ trợ cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, rất là hay. Và ngoài ra nó sẽ có thêm chức năng là processor và tone, tức là ta có thể sử dụng chiếc ampli này để làm ra mã DAC để xuất rì out, và sau đó nó sẽ trung gian qua một cái thiết bị xử lý như là lọc xì hoặc là văn số để karaoke hoặc là tăng cường âm sắc, và sau đó thì nó sẽ có cái tín hiệu đi ngược lại, tức là nó sẽ có rì out vào main in, rất hay khi mà ta chuyển cái công tắc này sang chức năng processor and tone nha. Thì với chiếc ampli này, ngoài chức năng là điều chỉnh bass và chép thì nó sẽ có thêm chức năng là contrabass, thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn về cái âm bass tắt mềm hơn cũng như là cứng hơn khi mà ta lựa chọn theo cái nền nhạc của chúng ta. Chức năng lựa chọn loa A, B và A cộng B, ba lăng. Về kích thước chiều ngang của âm ly là 435mm, chiều cao là 170mm, chiều sâu là 380mm. Với chiếc ampli này thì nó sẽ có trọng lượng lên tới là 17kg, cấu hình rất là khủng nha anh em. Sử dụng là hai tụ độc nguồn, dung lượng là 15.000 microfarad và 4 sò xăng ken đôi 2 vít nha. Size rất là to, nặng. Và đây là cổng optical digital số 3, em đang kết nối với cổng quang lấy tín hiệu từ Smart TV, và cổng CD lấy tín hiệu từ analog từ hộp CD luôn nha. Máy về trong tình trạng là đẹp góc cạnh hết nha anh em. Chắc âm con này thì rất là hay nha, hỗ trợ kết nối cộng quang chơi nhạc mạng luôn, rất là tiện lợi cho anh em chơi nhạc từ Smart TV. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc ampli Audio với cái cộng quang Digital 3. Đây là tần số lấy mẫu nha, nó sẽ có ba cái tần số lấy mẫu là 32kHz, 44.1 và 48kHz nha. Với công suất của chiếc ampli này thì ta vẫn có thể lắp thêm văn số vào để chơi karaoke tốt nha. Đó là căn cảnh mặt trước của máy nha anh em. Phay nhôm màu đen rất là đẹp nha. Cái nấm này nó bị cái vết hàn thôi nha. Còn lại là đẹp hết nha. Cổng quang optical số 3. Chức năng là processor nha. Khi mà ta nhấn cái chuyển qua công tắc này thì nó sẽ trở thành TA và main in nha. Cấu hình rất là khủng. Đây là cổng quang, còn luôn cả nắp đậy luôn nha. Cặp có xô, cổng CD, cổng CD được mạ vàng nha. Onkyo Intera A701XT made in Sapa, điện áp 100V và công suất là 215W. Thông tin kỹ thuật của chiếc ampli Onkyo Intera A701XD với cái giá xuất xưởng là 99.800 yên, phát hành vào năm 1988.
Đây là phiên bản của chiếc Audi Onkyo A87XD tích hợp bộ chuyển đổi DAC. Nó sẽ có hỗ trợ cổng quang để ta có thể nghe nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV. Và bộ chuyển đổi DAC của nó là 18 bit. Được thiết kế với một khung sườn mái chắc chắn để chống rung, chống nhiễu tốt. Cấu hình cực khủng với hai tụ lập nguồn là dung lượng 15.000 microfarad và 4 sò xăng Ken đôi 2 vít. Thiết kế khung sườn mái chắc chắn để chống nhiễu, chống rung. Thiết kế chân cắm mạ vàng cho jack kết nối là CD. Cấu hình rất là khủng nha anh em. Bộ chuyển đổi DAC được lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu. Về thiết kế công suất, ở loa 8 ohm là 105W, ở loa 6 ohm là 120W. Về công suất đỉnh ở loa 6 ohm lên tới là 190W, ở loa 4 ohm là 235W. Hỗ trợ chức năng processor thì ta có thể sử dụng chiếc Audi này để làm giải mã DAC, xử lý trung gian qua một cái thiết bị như là van số và lọc xì. Các tần số lấy mẫu là 32kHz, 44.1kHz và 48kHz. Ngoài chức năng điều chỉnh bass và chép thì nó sẽ có thêm chức năng là contrabass. Với chức năng này thì nó sẽ tạo cho chất âm của âm bass nó sẽ mềm mại hơn. Điện áp tiêu thụ là 100V và công suất tiêu thụ điện là 215W. Với kích thước chiều ngang là 435mm, chiều cao 169mm và chiều sâu là 392mm, trọng lượng là 17kg. Nội thất bên trong Audi Onkyo 701XD cấu hình rất là gấu nha anh em, với một cái biến thế nguồn Onkyo Intera cực to và 4 tụ lập nguồn, 2 tụ lớn và 2 tụ nhỏ. 2 tụ lớn dung lượng lên tới là 15.000 microfarad một tụ nha. Nội tụ Onkyo Intera luôn. Và với cái dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sò xăng Ken 2 vít nha. Đây là cái bộ phận giải mã DAC. Ruột gan sạch sẽ hết nha anh em. Cấu hình rất là gấu. Với chiếc Audi Onkyo Intera A701XD, made in Japan, công suất là 215W, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng. Cũng như là với chức năng processor thì ta có thể sử dụng chiếc Audi này để làm giải mã DAC, ngon bổ rẻ trong tầm giá. Và ta vẫn có thể lắp thêm van số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc Audi Onkyo 701XD, trong tình trạng đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 4.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.